anh tới chưa? Anh mặc áo màu gì vậy? Em là Thu Hương hả? Còn anh là Tommy hả? Em nói thiệt với anh á, là kể từ lúc mà em đọc được những dòng văn của anh á, em cảm thấy trời ơi, em chết ngơ chết mệt luôn. Và lúc đó em hình dung ra là kiểu anh là một người rất là cao ráo, đẹp trai, phong độ, có một chút phong trần nhưng mà vẫn rất là lãng tử á. Mày khùng hơn, kệ mày nhìn tao đi, vừa lùng vừa xấu vừa mặt mụn quanh năm nữa, lại thêm cái bệnh trái rạ mới hết rồi nè. Rồi tao mà lội cái mặt ra khán giả nào ngâm mộ tao nữa. Hay là gì đi, mày giả làm tao đi đó. Tôi rất thất vọng, đều là những ý tưởng rất là cũ, đã cũ rồi mà cũng không thể nào mà có thể khai thác hay chuyển biến nó thành mới được. Ê, xin lỗi. Tôi muốn là khi tôi quay lại, anh cuốn hết tất cả đồ đạc đi ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi không hiểu tại sao mà anh có thể vô được cái công ty này. Tôi sẽ chứng minh cho cô biết, tôi không phải là người bất tài vô dụng như cô nghĩ đâu. Cảm ơn anh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Từ bữa trưởng phòng không đi làm á, không khí trong phòng này nó trong lành hẳn luôn á. Anh làm cái gì ở trong này? Trời đất ơi, trời đất ơi, biến thái.